Mới đây, cộng đồng mạng đang vô cùng xôn xao trước hình ảnh Ninh Dương La Ngọc xuất hiện trên một trang web người lớn. Trang web này đăng tải đoạn clip nóng và thậm chí còn có mô tả cụ thể các thông tin về Ninh Dương La Ngọc như năm sinh, quê quán và là một diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Đoạn thông tin Ninh Dương La Ngọc trên trang web đen thực chất được lấy từ một bài báo phía về sự nghiệp của nữ diễn viên, trong đó ghi rõ Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất showbiz Việt. Trong những năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1990, quê Sài Gòn, đã thử sức có nhiều thể loại nhân vật, từ mỹ nhân đến vai phản diện. Trang web này viết dòng tích khẳng định, cô gái trong clip phản cảm chính là Ngọc Nữ Lan Ngọc. Ông Kính ly từ đầu xuống chân, thậm chí còn chú ý quay vào phần nhạy cảm của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng clip này đã được thực hiện cách đây rất lâu bởi Ninh Dương Lan Ngọc, này để ốm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, con bích ý kiến cho rằng Đoạn clip và hình ảnh này là giả mạo nhằm hạ bệ nữ diễn viên bởi hầu hết các khoảnh khắc lộ mặt của nhân vật chính đều bị làm mờ nên không thể nói chính xác được gì. Đồng thời ai cũng biết Ninh Dương Lan Ngọc vốn sở hữu một hình xăm ngang ngực nhưng đối chiếu lại, netizen phát hiện cô gái trong clip không hề có hình xăm nào ở vị trí này. Hiện tại, một số phóng viên đang liên hệ với phía Ninh Dương Lan Ngọc để tìm hiểu thật hư sự việc.